năm tiếp theo thì là người này lên. Cho kết luận lên để chú chị nhá. Đấy, kết luận cái là theo cái bốc thăm thì là ai là trưởng tầng là rõ rồi. Là đồng chí Hà bây giờ là trưởng tầng của tầng 8 mình. Đó rồi. Sau đó tiếp tục nào. Phải nói sau đó. Sau đó là đến tầng tức là nhiệm kỳ một năm đó, sang năm sau thì là đến cho nhà Long đó, sau năm sau tiếp. Đây Hoan Ô, đây Hoan Ô, mừng được trưởng tầng mới. Xin xin ngài phát biểu một số ý kiến khi mà nhận cái chức vụ quan trọng này. Thực ra đối với tôi thì rất vui mừng. Cái trách nhiệm này mong muốn đêm nào mơ mơ được chức chức này. Ngày qua hôm nay được. Hello. Hello tôi mà. Hello tôi mà. Hello tôi.